Đây là năm học đầu tiên, thầy giáo Lê Thanh Chiến phụ trách một lớp học đặc biệt tại ngôi nhà mới, xã đảo Song Tử Tây. Hai khối lớp với 4 học trò, vì thế thầy phải chuẩn bị giáo án song song, chia giờ học hợp lý để các em cùng nắm được kiến thức trong giờ học. Lớp vắng nên thầy cũng trở thành một người bạn, cùng học, cùng chơi, cùng rèn luyện. Còn ở đây thì các em đi học lớp ghép thì nó sẽ khác hơn lớp liền một phần, nhiều là đó thì mình cũng chuẩn bị một số cái như vậy, mình chuẩn bị các phương pháp dạy học. Mình nghiên cứu tìm hiểu trước ở trong bờ những phương pháp đó để mà ra đây áp dụng để mà thực hiện cho công tác dạy học để các bạn tốt nhất. Một khó khăn cái nữa là có một số em là phát âm chưa chuẩn đối với lớp 1 thì mình phải rèn giũa tròn vần rõ chữ cho các em hơn. Tình nguyện ra công tác tại đảo, thầy giáo trẻ Bùi Tiến Anh cũng xác định rõ tâm lý để đối mặt và vượt qua những thử thách đầu tiên. Trước khi ra đảo, Tiến Anh đã tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm việc dạy học ở trường xa để tự tin làm quen với các học trò mới. Với tình yêu biển đảo cùng trách nhiệm của một nhà giáo, anh tạm gác lại những đam mê của tuổi trẻ để đồng hành cùng các em nơi muôn trùng sóng, giúp những búp măng non ở đảo xa được học tập, vui chơi như các bạn cùng trang lứa ở đất liền. Ưu điểm đó là gì? Đó là ít các em, cho nên chúng tôi kèm được. Tôi mong muốn là gì? Với sự cố gắng và sự kèm cặp tận tình của tôi thì các em chắc chắn một điều là sau này các em vào đất liền sẽ theo kịp được các bạn ở trong đất liền về trình độ, nhất là môn tiếng Anh. Tụi tôi cũng đang khắc phục về điều đó để các em không bị thua thiệt những bạn trong đất liền đấy. Dạ, con chúc thầy mạnh khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ và mong thầy và trò vui vẻ bên nhau. Dù nơi đảo xa còn nhiều khó khăn, nhưng những thầy giáo trẻ vẫn như những người chèo đò tận tụy, bảo đảm từng trang giáo án, từng giờ lên lớp, tạo không khí vừa học vừa chơi thật vui. Nơi đảo Tiền Tiêu, tiếng bi bô học chữ, đánh vần, tập tô ở mái trường này vẫn ngày ngày hòa cùng tiếng sóng. Cùng nhau, thầy và các trò nhỏ đang viết tiếp trang sử hào hùng về trường xa thân yêu.